Thưa quý vị, công nghiệp nông thôn có vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển và đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương. Cũng chính vì vậy mà để khuyến khích công nghiệp nông thôn phát triển, hàng năm Trung ương và địa phương đã bố trí kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, thiết bị, đào tạo nhân lực. Cùng với đó, từ năm 2010, Bộ Công Thương cũng triển khai chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, quảng bá, mở rộng thị trường. Sau khi được bình chọn, nhà nước cũng đã có nhiều chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm đạt giải nhằm giúp các doanh nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục tham gia bình chọn ở cấp cao hơn. Tính đến nay, sau 7 lần tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 44 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, 30 sản phẩm cấp tỉnh, trong đó có 10 sản phẩm được bình chọn cấp khu vực và quốc gia. Đây đều là những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường, đảm bảo tính văn hóa thẩm mỹ và tiêu chí về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường trong quá trình sản xuất. Theo đánh giá của ngành chức năng, số lượng sản phẩm tham gia bình chọn đều tăng qua mỗi lần tổ chức. Hình thức và mẫu mã sản phẩm cũng đa dạng hơn. Đặc biệt, các sản phẩm đã phát huy được tính mới, tính sáng tạo và mang đậm nét đặc trưng của từng địa phương. Thông qua chương trình bình chọn, các doanh nghiệp đã quảng bá, nâng cao thương hiệu sản phẩm, qua đó tiếp cận được những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Australia. Trong cái ngành này ở Việt Nam rất là nhiều công ty cạnh tranh trong cái vấn đề sản xuất panel này, nhưng mà công ty Dũng lại được 2 năm liền đoạt cái giải thưởng, thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện sản phẩm tốt hơn để có thể được những sản phẩm cao hơn nữa ngay trong năm tới. Để nâng tầm các sản phẩm công nghiệp nông thôn, ngành công thương tiếp tục triển khai nhiều hình thức hỗ trợ để phát triển thương hiệu. Hiện tại các ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công gồm công nghiệp chế biến, công nghiệp hóa chất, sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử, tin học, sản xuất gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản và áp dụng sản xuất sạch. Giai đoạn 2019-2020, Sở Công Thương cũng triển khai đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và các doanh nghiệp được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, duy trì cổng thông tin hỗ trợ quảng bá sản phẩm và đề án hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh. Ngành công thương cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn xây dựng phòng trưng bày sản phẩm. Đã trong những năm trước thì đã hỗ trợ cho các cái nội dung như là tham gia các cái hội chợ, ví dụ như là hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì được hỗ trợ 100% chi phí tham gia gian hàng, hay là ưu tiên trong cái việc mà cho cái việc mà ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất. Hỗ trợ trong năm 2019 này thì lại đang triển khai cái cho các cái sản phẩm mà có cái cấp khu vực trở lên thì đang được cái hỗ trợ ở cái mức hỗ trợ đầu tư cái phòng trưng bày. Ngày 20 tháng 3, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực quốc gia. Theo đó, các doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn ở hai cấp này được cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia. Các sản phẩm đạt giải sẽ được giới thiệu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ, đồng thời được hỗ trợ kết nối sản phẩm vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc, hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Ngành công thương cũng tập trung tư vấn hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Những chính sách mới này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước.